Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 242 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm cùng Giang An Khôn Đọa Sức đang đánh nhau với Đồng Sưng. Lôi Cơ xin Tiêu Viêm tôn thượng đến bên cô mới có thể bảo vệ, bởi trên người cô bị phong ấn nhiều năm không còn nguyên khí. Chuyển sang tập 243 của Đấu Đế Đại Lục, Giang An đã chảy máu mồm đã bỏ đi cơ thể cho ra linh hồn của mình. Linh hồn Giang An đã hóa thành một cái cây siêu mạnh. Đồng Sương và Giang An đã lao vào đánh nhau vài trăm chiêu vẫn chưa hề phân thắng bại tại kỹ năng. Đồng Sương không ngờ huyết mạch của Giang Thị Nhất Tộc Giang An tại thần hy thế giới lại mạnh như thế. Tiêu Viêm đã dùng những quả bom hỏa liên ném vào Đồng Sương, hay dùng hỏa quyền đấm liên tục, khiến Đồng Sương bay về phía sau phần máu mồm trên. Đồng Sương cầm thương lao vào đấm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng cánh tay trái truyền thừa tôn thượng đấm vào Đồng Sương. Tiêu Viêm bay về phía sau phần máu mồm trên. Giang An phi đến đỡ Tiêu Viêm. Lúc này Đồng Sương dùng độc kỹ Phong Thần Cửu Thiên Chân. Giang An nói chuyện với Tiêu Viêm pha này hắn chết mà ngưng tụ ra áo giáp. Tiêu Viêm hay lấy áo giáp mà dùng. Giang An đã phi đến chỗ Đồng Sương đấu thần 6 sao từ bảo cơ thể. Tiêu Viêm được Lôi Cơ truyền âm. Cô và Tiêu Viêm tôn thượng đều tu luyện sấm chớp, nên Lôi Cơ đã truyền sức mạnh sấm chớp cho Tiêu Viêm. Đồng Sương đi ra từ đám khói khi Giang An tử bạo. Nhưng trên cơ thể Đồng Sương áo giáp đang bị nát, kèm theo chảy máu mồm trên. Đồng Sương nhận xét Tiêu Viêm đến từ thần hy thế giới, nên mới không phải là tội nhân bị giam giữ ở thần phạt chi địa. Thì Tiêu Viêm đoán mò Giang Thị Nhất Tộc đã vi phạm điều gì đó, nên một số người đã bị lưu đày xuống thần phạt chi địa. Vì Đồng Sương muốn lấy áo giáp từ trên người Giang Thị Nhất Tộc, nên mới tha cho Giang An một mạng. Đồng Sương không nói nhiều nữa mà cầm cây phóng lợn phi đến chọc Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã lách người sang né một bên. Đồng Sương lại đâm một lần nữa vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đành lấy cái mai rùa liệt minh huyền vũ sắc ra phòng thủ, khiến Đồng Sương mất 20 giây đánh nát cái mai rùa của Tiêu Viêm vỡ vụn. Tiêu Viêm há mồm sử dụng hư không chi tòa bắn vào Đồng Sương. Đồng Sương bắt lấy hư không chi tòa ném sang một bên. Hiện tại Đồng Sương đưa ra yêu cầu muốn tha chết cho Tiêu Viêm, chỉ cần Tiêu Viêm làm việc dưới trướng tay hắn. Tất nhiên Tiêu Viêm từ chối. Lôi Cơ truyền âm với Tiêu Viêm mau di chuyển đến chỗ cô khoảng 5 mét. Cô có thể bảo vệ Tiêu Viêm. Do Lôi Cơ mới phá đi được một nửa phong ấn phong trầm trên ngay, Tiêu Viêm lấy quả hồ lô đọc thần chú hồ lô hãy giết ngay. Hồ lô đã tạo ra một luồng khói xanh hóa thành một thanh kiếm lao lên đâm Đồng Sương. Đồng Sương cầm thương va chạm với thanh kiếm phát nổ trên bầu trời. Tiêu Viêm đã sử dụng cảm xúc tích lũy trong tử thần hư linh tháp, nên đã từ đấu thần 3 sao trung kỳ hay cấp độ ảo lên đấu thần 4 sao. Tiêu Viêm đã tạo ra võ đài ảo ảnh bằng đấu ký Tiêu Viêm Sơn Hải một ngón. Hai người Tiêu Viêm và Đồng Sương được hoán đổi cho nhau, và hắn dùng 5 đấm đánh bay Đồng Sương bay về phía sau phần máu mồm trên. Đồng Sương đã tự bào cơ thể cho phát nổ, còn linh hồn đã bị Tiêu Viêm bóp nát giết chết. Sau khi ảo cảnh biến mất, Đồng Sương phần máu mồm trên ở thế giới thật. Hắn cầm cây phóng lợn trường thương trở lại phía chỗ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã di chuyển đến chỗ Lôi Cơ ngồi. Do Lôi Cơ trên trán có một cây sát phong ấn đã được ra hơn một nửa. Lúc này Đồng Sương ném cây trường thương của mình vào hai người Tiêu Viêm, nhưng Đồng Sương đã lùi lại về phía sau, nên Đồng Sương nhận ra Lôi Cơ sắp phá được phong ấn. Hắn từ mồm phun ra một ít máu tạo ra một trận pháp phong ấn chi thuật và bắn vào phong ấn của Lôi Cơ. Chiếc sắt trên đầu Lôi Cơ có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại Tiêu Viêm truyền âm với Trảm Lão có cách nào phá được phong ấn. Trảm Lão truyền âm với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã dùng nguyên khí vào tay cầm cái sắt trên đầu Lôi Cơ rút ra, khiến Lôi Cơ đã mở mắt tỉnh lại. Cô vẩy tay nhà một phát khiến Đồng Sương đấu thần 6 sao bay về phía sau. Đồng Sương đã cầm thương phi đến đâm Lôi Cơ. Lôi Cơ dùng sấm chớp tạo thành một bàn tay tát vào xung quanh, khiến thằng nguyên kiếm đang bị thương ngừng một chỗ cũng nát cơ thể chết. Còn Đồng Sương đã quỳ xuống mặt đất chảy máu mồm. Lôi Cơ tuyên bố phán xử Đồng Sương sứ giả tứ đẳng đến từ thần hy thế giới. Hôm nay sẽ chết tại nơi này không cần loa kèn. Xung quanh phong ấn chi địa đã sụp đổ, chỉ có mỗi Tiêu Viêm và Lôi Cơ từ dưới đất đi ra bên ngoài. Lôi Cơ giới thiệu với Tiêu Viêm mình đến từ viễn cổ mênh mông thế giới. Ở trận chiến với thần hy thế giới cô đã thất bại, nên vùng đất này mới được gọi là thần phạt chi địa. Ngoài ra Lôi Cơ cho Tiêu Viêm nghe tôn thượng từng chống lại thần hy thế giới. Dù tôn thượng đã chết, nhưng thần hy thế giới cũng bị tổn thương nặng nề về quân sự,